Ba Đô Hành trình liễu sinh thoát tử Hồ niệm người lâm chung Phần 1 Sống an lạc nhờ tỉnh thức về bản chất của đời sống và cái chết Đã bao giờ bạn tự hỏi mình từ đâu đến? Sự sống bắt nguồn từ đâu? Đâu là ý nghĩa và thông điệp thực sự của cuộc sống và điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết đây là những câu hỏi cơ bản mà con người luôn đặt ra và từ ngàn xưa đã có nhiều quan điểm và tư tưởng khác nhau lý giải cho các câu hỏi đó một số người cho rằng có một đấng sáng tạo vượt trên tất cả ban cho chúng ta sự sống trí tuệ lý trí và linh hồn sẽ tồn tại vĩnh viễn sau khi qua đời. Quan điểm khác lại nói, chúng ta không là gì khác ngoài sự tập hợp của những vật chất và quá trình sinh học và cuộc sống sẽ đơn giản chấm dứt khi chúng ta chết, giống như một ngọn lửa bị lụi tàn. Về vấn đề này, quan kiến Phật giáo có cách giải thích vô cùng khách quan và minh triết. Theo đó, chúng ta là một phần của vũ trụ. Trong vũ trụ đó có vô vàng thế giới và chúng sinh liên tiếp xuất hiện rồi lại tan biến. Sự vận hành như thế được gọi là luân hồi. Không có sự mở đầu cho quá trình luân hồi và cũng không có đấng sáng tạo, lực lượng nào thúc đẩy hay đứng đằng sau mọi sự vật hiện tượng diễn ra trong vũ trụ cũng như trong đời sống của mỗi cá nhân. Chúng ta là kết quả của nghiệp nhân quả, là kết quả của hành động thân, khẩu, ý đã tạo từ trong quá khứ. Điều đó có nghĩa chúng ta chính là người tạo ra những trải nghiệm cho bản thân mình. Theo quan kiến này, chúng ta sinh ra, già đi và chết hết lần này đến lần khác và trải qua những khoảnh khắc cũng như khoảng thời gian trong vũ trụ giữa mỗi lần sinh ra và mất đi chúng ta trải qua rất nhiều khó khăn ốm đau mất mát gặp vô số rắc rối trong mối quan hệ với mọi người trải nghiệm những thất vọng cáu giận lo lắng và nhiều phiền não khác tuy nhiên không phải tất cả trải nghiệm đều là tiêu cực mà có cả trải nghiệm tích cực khiến chúng ta thấy vui vẻ hài lòng. Nhưng ngay cả những trải nghiệm tích cực đó cũng không giúp chúng ta có được hạnh phúc bền lâu, không đưa đến giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi đau khổ. Bản chất vô thường của vạn pháp khiến những khó khăn chúng ta đang đối mặt hay những trải nghiệm hoan hỷ sẽ không tồn tại vĩnh viễn và chúng ta tiếp tục tái sinh sống đi chết lại trong luân hồi mới nghe như thế cuộc sống có vẻ rất luẩn quẩn và mọi việc thật đáng buồn từ trước đến nay đạo phật thường bị hiểu sai bị nhìn nhận lầm lẫn là một triết học bi quan yếm thế nhưng không phải vậy đức phật không chỉ giải thích về nguyên nhân của những khổ đau rắc rối ngài còn đưa ra phương pháp để chuyển hóa luân hồi thành niết bàn hay cách thức đạt đến giải thoát an bình thoát khỏi mọi khổ đau phiền não hơn thế đức phật cũng chỉ ra phương cách đạt được sự toàn giác hay phật quả làm lợi ích cho khắp thảy chúng sinh đồng thời ngài cũng khẳng định phật tính vốn sẵn đủ nơi mỗi người mở ra cơ hội giác ngộ lớn lao với tất cả chúng sinh phát tâm xả ly thực hành phật pháp theo đạo phật mục đích cao nhất trong đời sống của chúng ta là phấn đấu đạt được niết bàn giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử hay còn gọi là giác ngộ để giúp đỡ khắp thảy chúng sinh cùng giải thoát chúng ta không phải đợi cho đến khi đạt được niết bàn hay giác ngộ để lợi ích chúng sinh mà ngay trong cuộc sống hàng ngày bằng cách điều chỉnh tâm thay đổi cách nghĩ theo chiều hướng tích cực trưởng dưỡng trí tuệ tình yêu thương và lòng bi mẫn hướng đến các chúng sinh ngay khi đạt được tiến bộ trên con đường tu tập tâm linh chúng ta sẽ thấy an vui và trải qua ít khổ đau hơn không chỉ thế năng lực lợi ích chúng sinh của chúng ta sẽ đồng thời gia tăng thực ra mỗi người trong chúng ta đều có khả năng nhận biết thấu hiểu nội tâm mình tâm chúng ta có tiềm năng vô hạn bởi bản chất của tâm chính là sự sáng rõ thanh tịnh và có nhiều phẩm chất tích cực ngay bây giờ sự sáng rõ thanh tịnh này chỉ là tạm thời bởi vô minh bám chấp sợ hãi cùng ác nghiệp trong quá khứ khiến chúng ta bị mắc kẹt trong che chướng luân hồi những xúc tình tiêu cực này dần dần được tịnh hóa thông qua thực hành tâm linh để bản chất thanh tịnh sáng rõ của phật tính trong tâm được dần dần hiển lộ sự giác ngộ như thế là một quá trình chỉ diễn ra dần dần theo thời gian khi chúng ta thực hành và theo những bước tiến trên hành trình tâm linh một trong những bước đầu tiên trong quá trình này là nhận ra thực tại sự thức tỉnh về vô thường bản chất sự sống cái chết và quy luật nhân quả giúp chúng ta có quyết tâm nghị lực thay đổi chính mình để có được cuộc sống an bình hạnh phúc với tâm là nhân cuộc sống là kết quả và động cơ chứng ngộ phật quả chúng ta bắt đầu bước vào hành trình tìm hiểu, khám phá lại chính mình và ý nghĩa cuộc đời, để mãi mãi siêu việt ngàn kiếp luân hồi sinh tử chỉ ngay trong hiện kiếp này. một Tái sinh và luân hồi Khoa học giải thích rằng, chúng ta được sinh ra từ cha và mẹ, qua sự kết hợp của trứng và tinh trùng mà hình thành bào thai. Tuy nhiên, sự giải thích này dường như còn hạn hẹp chưa thỏa đáng bởi nhân loại vẫn băn khoăn trăn trở trước khi có sự hòa hợp của mẹ cha chúng ta ở đâu sau khi chết đi các bụi lại trở về các bụi chúng ta sẽ đi đâu câu trả lời nằm trọn vẹn trong bức tranh vòng luân hồi một tác phẩm kinh điển của phật giáo miêu tả giải thích tiến trình sinh tử cùng những triết lý sâu sắc về nhân sinh, vũ trụ. Bức tranh luân hồi không chỉ minh họa chân lý phổ quát tự nhiên của đời sống về vòng luân hồi và cơ chế vận hành của nó với tính chất vô minh, đau khổ, vô thường chi phối các loài chúng sinh trong sáu cõi. Nó còn chỉ ra bản chất thực sự của luân hồi, phương pháp đối trị khổ đau cũng như con đường đưa đến hạnh phúc chân thật bằng cách thấu hiểu các nguyên nhân nền tảng mang đến khổ đau của con người bánh xe luân hồi ngay đó cũng chỉ bày phương pháp chuyển hóa nguyên nhân bất thiện và kết quả mà những nguyên nhân đó mang lại thông qua trưởng dưỡng tâm linh thực hành phật pháp nhằm đạt được giải thoát giác ngộ việc mô tả những giai đoạn trong luân hồi chính là lời kêu gọi chúng ta hành động biến những động cơ cá nhân hạn hẹp thành động cơ vô ngã vị tha nhằm lợi ích giải thoát chúng sinh khỏi khổ đau bức tranh thể hiện quan kiến sâu sắc của triết học phật giáo nhìn nhận về một vũ trụ luôn biến đổi vận động một cách biện chứng theo quy luật nhân quả theo truyền thống phật giáo bức tranh luân hồi thường được treo ở lối vào của bảo điện các chùa bạn có thể thấy bánh xe luân hồi có bốn lớp hay bốn vòng đồng tâm. Vòng hoặc ở trục trung tâm. Thứ hai là vòng nghiệp. Thứ ba là vòng khổ. Và thứ tư là vòng 12 nhân duyên. Ở trục trung tâm của bánh xe là ba chữ chủng tử. Ôm A Hung biểu trưng cho thân khẩu ý giác ngộ, tinh túy thanh tịnh của ba căn bản phiền não tham sân si toàn bộ bánh xe do quỷ vô thường tức thần chết nắm giữ bằng hàm răng nanh và tứ chi móng vuốt sắc nhọn bao xung quanh bởi ngọn lửa thiêu đốt phừng phực tượng trưng cho sự bức bách của vô thường đau khổ mũ sọ người trên đầu của quỷ cũng nêu biểu ý nghĩa về vô thường đồng thời đuôi của nó dài bất tận nêu biểu sự vô thủy vô chung của luân hồi quỷ vô thường có ba mắt trong đó con mắt thứ ba là mắt trí tuệ hàm ý rằng sự thức tỉnh về bản chất vô thường giả tạm của cõi luân hồi sẽ tạo động lực đánh thức trí tuệ xuất thế thôi thúc con người phàm tình đau khổ tiến lên hành trình giải thoát để trở thành đức phật giác ngộ từng vòng bánh xe mang những lớp nghĩa như sau vòng hoặc mê lầm còn gọi là vòng phiền não vòng này nằm ở vị trí trục trung tâm của bức tranh nêu biểu rằng ba phiền não căn bản là nguyên nhân sâu xa và động cơ vận hành vòng quay sinh tử luân hồi vòng này sẽ chỉ huy những vòng còn lại và vẽ nên toàn bộ bức tranh luân hồi ba con vật trong vòng hoặc gồm gà trống lợn và rắn tượng trưng tương ứng cho ba phiền não căn bản là tham lam mê muội và sân giận ba phiền não tiêu cực này có mối quan hệ mật thiết nên được thể hiện bằng hình ảnh ba con vật cắn đuôi nhau chạy vòng quanh đây chính là nguồn gốc hình thành thế giới phiền não và bất như ý vô tận mà đức phật gọi là cõi luân hồi ba chữ chủng tử om a à, hung nằm ở tâm điểm hay trục trung tâm của toàn bộ vòng luân hồi nêu biểu tâm thanh tịnh của chúng ta có thể giúp đảo ngược hoặc phá vỡ bánh xe sinh tử nó cũng thể hiện một triết lý sâu sắc rằng xét một cách rốt ráo phiền não hay giác ngộ chỉ là hai khía cạnh hợp nhất của một thực tại tâm phiền não nhiễm ô sẽ dẫn đến luân hồi còn nếu nhận ra bản chất tâm thanh tịnh vô nhiễm thì vòng quay luân hồi sẽ bị phá vỡ ngày đó sẽ đạt được giải thoát an vui vòng nghiệp tham sân si là nguyên nhân điều khiển mọi hành vi thân khẩu ý dẫn đến tạo nghiệp nghiệp được thể hiện là vòng tròn thứ hai chia hai nửa đen trắng bao quanh vòng hoặc nửa bên trái có nền trắng gồm những chúng sinh tạo thiện nghiệp nửa bên phải có nền đen gồm những chúng sinh tạo ác nghiệp hai nửa của cùng một vòng tròn mang ý nghĩa thiện nghiệp và ác nghiệp luôn xen kẽ và song hành đắp đổi lẫn nhau trong đời sống luân hồi của chúng sinh giống như thực tế cuộc sống là mỗi chúng ta luôn đồng thời tạo ra cả ác nghiệp lẫn thiện nghiệp dù là thiện nghiệp hay ác nghiệp thì nó vẫn bị chi phối trong vòng nghiệp lực kết quả của những nghiệp này vẫn chỉ làm chúng sinh trầm chìm trong luân hồi tuy nhiên có một sợi dây mỏng manh nêu biểu cho trung đạo nối từ vòng nghiệp dẫn dắt chúng sinh đi lên cảnh giới của chư phật nằm ngoài vòng luân hồi sợi dây tượng trưng cho con đường duy nhất đưa chúng sinh siêu vượt cõi luân hồi đạt được hạnh phúc và tự do giải thoát chân thật vòng khổ là vòng tròn thứ ba bao quanh vòng nghiệp chia làm sáu phần tương ứng với sáu cõi luân hồi, đó là cõi trời, cõi Atula, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ và cõi súc sinh. Khoen dưới của vòng khổ là cảnh giới địa ngục được cảm ra bởi ác nghiệp của chúng sinh. Cõi này là nơi mà nỗi thống khổ của chúng sinh lên đến cung cực và kéo dài vô tận với hai loại điển hình là địa ngục nóng và lạnh những ác nghiệp được tạo bởi tâm hận thù sân giận tột độ là nguyên nhân dẫn tới cõi này cõi ngạ quỷ được minh họa với những hình ảnh quái dị chúng sinh đầu to bụng lớn cổ nhỏ như cây kim và miệng thường phun lửa đỏ rực. Cõi này được hình thành từ những ác nghiệp do tâm tham lam, bụng xỉn được đẩy lên cao độ. Cõi súc sinh có nguyên nhân hình thành chủ yếu bởi tâm vô minh, si mê. Chúng sinh trong cõi này chịu khổ đau vì đói rét, ngược đãi, giết hại lẫn nhau và bị con người nhẫn tâm đoạt mạng. Cõi người được thiết lập trên nền tảng của ham muốn và dục vọng khám phá, hưởng thụ. Đây là nơi mà hạnh phúc và khổ đau xen lẫn nhau một cách hoàn hảo, đủ để thôi thúc con người hướng đến hành trình tâm linh. Nhân để sinh vào cõi người là sự trì giữ năm giới: không sát sinh, không uống rượu, không tà dâm, không trộm cắp, không nói dối cõi atula có đặc điểm là tâm đố kỵ dày vò vì vậy chúng sinh ở cõi này luôn tranh đấu nhưng luôn bị thua cuộc hình ảnh minh họa thú vị là cây như ý cây đời sống mọc lên ở cõi atula nhưng lại trổ quả trương thọ ở cõi trời điều đó khiến loài atula ganh ghét luôn gây chiến với chư thiên nhân dẫn đến tái sinh ở cõi Atula là sự tạo tác các thiện nghiệp nhưng vẫn còn tâm ganh đua, đố kỵ. Phía trên của vòng khổ là cõi trời với đặc điểm là đời sống hoan hỷ đủ đầy với mạng sống kéo dài. Tuy nhiên, chư thiên phải chịu nỗi đau khổ cung cực khi phúc báo hết. Họ phải đối diện với cái chết và sự đọa lạc xuống các cõi thấp. Cõi này được biểu trưng bằng tâm kiêu mạn, làm việc thiện song thiếu trí tuệ, vẫn chấp vào việc mình làm là nhân dẫn đến tái sinh ở cõi này. Mỗi cõi đều có một đức Phật đứng giữa những vần mây cuộn, hàm ý rằng mọi cõi giới trong luân hồi dù khủng khiếp và khổ đau đến đâu cũng luôn tiêm ẩn cơ hội giải thoát nội chứng. Mọi chúng sinh trong luân hồi, dù đang trôi lăn ở cõi nào, cũng luôn sẵn có Phật tính và đều có thể thành Phật. Trên đây là trình bày về vòng luân hồi theo nghĩa mô tả những cõi giới trong luân hồi là kết quả của những nghiệp nhân tương ứng. Tuy nhiên, ở một tầng ý nghĩa sâu sắc, vi tế hơn, vòng khổ cũng chính là sự mô tả về các trạng thái tâm xét ở khía cạnh này có thể nói hàng ngày thậm chí trong từng giây phút chúng ta có đủ trải nghiệm của sáu cõi luân hồi trong tâm khi chúng ta khởi tâm sân hận đó là trải nghiệm về cõi địa ngục trong chính bản thân khi dấy lên tâm tham lam chúng ta trở thành một chúng sinh của ngạ quỷ khi khởi tâm ngu si, mê muội chúng ta trải nghiệm trạng thái súc sinh. Khi kiêu hãnh ngã mạng, chúng ta trải nghiệm trạng thái tâm của chư thiên. Nếu sinh tâm ganh ghét, đố kỵ, chúng ta liền trở thành loài Atula. Như vậy, nếu phản tỉnh quán chiếu mỗi ngày, chúng ta thấy tâm mình không ngừng luân hồi trong sáu đạo. Vì vậy, việc tu tập rèn luyện để chuyển hóa những tâm luân hồi tiêu cực này là cần thiết trong từng hành động lời nói và suy nghĩ của chúng ta hàng ngày 12 nhân duyên. Vòng này giống như vòng xích của 12 mắt xích nhân duyên nối tiếp nhau. Mỗi mắt xích là kết quả của mắt xích trước đó, đồng thời cũng là nguyên nhân của mắt xích sau nó. Vòng này minh họa tiến trình của sinh tử, đồng thời cũng giải thích sự vận hành của tâm, cách thức mà chúng sinh xoay vần trong sáu đạo luân hồi. Yếu tố nhân Nguyên nhân, duyên, điều kiện kết hợp là cơ sở sinh khởi mọi sự vật hiện tượng. Khi nhân duyên lìa tan sẽ khiến các sự vật hiện tượng diệt vong. Vô minh thiếu hiểu biết được đề cập đến đầu tiên bởi đó là nguyên nhân căn bản. Tiếp đến, theo thứ tự nhân duyên, chúng ta có hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thụ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, bệnh, tử. một Vô minh Vô minh là sự mê mờ, không có trí tuệ, không hiểu thấu chân lý tự nhiên. Đó là những chân lý như tứ diệu đế, mười hai nhân duyên, được Đức Phật giác ngộ và khai thị cho chúng sinh. Sự thiếu hiểu biết, mê lầm đó gồm ba khía cạnh căn bản về thân tâm và cảnh cụ thể xác thân vật lý được chúng ta nhận lầm là cái tôi nhưng thực tế nó chỉ là sự tổng hợp của năm yếu tố uẩn là sắc thụ tưởng hành và thức tâm luôn thay đổi các trạng thái tâm luôn sinh diệt nhưng chúng ta nhận lầm cho rằng có một cái tâm thường còn đó là tâm tôi những yếu tố bên ngoài như môi trường hoàn cảnh sự vật hiện tượng trong đời sống cũng liên tục trải qua các quá trình sinh khởi biến đổi và tan hoại nhưng chúng ta luôn có xu hướng cho rằng chúng tồn tại đích thực và không thể mất đi chẳng hạn như nhà của tôi tài sản của tôi tự chung lại chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ bản chất vô thường vô ngã khổ và không của mọi sự vật hiện tượng đó chính là vô minh động lực căn bản khiến chúng sinh bị bế tắc quẩn quanh trong luân hồi vô minh được minh họa bằng hình ảnh bà già mù đi giữa rừng xương mù mắt tức là thiếu trí tuệ rừng xương tượng trưng cho vô lượng vô số kiếp trôi lăn trong luân hồi. Hai, hành vô minh là nguyên nhân dẫn đến những hành động tạo tác sai lầm gọi là vô minh duyên hành. Mọi hành động của chúng ta đi liền với động cơ thiện, bất thiện hoặc vô ký. Vô ký tính chất không thiện cũng không bất thiện tạo nên những nghiệp tương ứng những kết quả trong hiện tại có nguyên nhân từ những hành động tương ứng của thân khẩu ý đã tạo trong quá khứ những hành động thân khẩu ý trong hiện tại sẽ đem lại những kết quả tương ứng trong tương lai tất cả những nghiệp nhân đã tạo đều được tích lũy như những hạt giống trong tạng thức đó là năng lực nghiệp tiềm ẩn dẫn dắt hành trình sinh khởi sau này Hình ảnh người thợ nặng những chiếc bình gốm hàm ý rằng người thợ có thể nặng chiếc bình gốm thành nhiều hình dáng và kích cỡ khác nhau, cũng giống như hành nghiệp khác nhau sẽ cho những kết quả khác nhau. Người nặng bình chính là bản thân chúng ta tự chịu trách nhiệm về mọi hành động thân khẩu ý của mình. 3 là toàn thể tâm thức của chúng ta bao gồm tám thức tâm vương chỉ cho sự hiểu biết phân biệt còn nằm trong trạng thái mê lầm tám thức tâm vương bao gồm thị giác thính giác khứu giác vị giác xúc giác ý thức mạc na thức và tạng thức trong vòng quay sinh tử dưới sự dẫn dắt của nghiệp lực thân thức đi tìm bụng mẹ để tái sinh, tìm cho mình một đời sống mới. Như vậy gọi là hành duyên thức. Sau khi nhập mẫu thai, tạng thức có trước nhất, sau đó lần lượt nảy sinh bảy thức còn lại. Thức được minh họa bằng hình ảnh một con khỉ nắm trái cây trong lòng tay, nhảy từ cây này sang cây khác, hàm ý rằng do nghiệp lực dẫn dắt mà thức đi từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai, tạo nên vô số kiếp tái sinh trong luân hồi. 4. Danh sắc. Danh chỉ cho yếu tố tâm lý, tinh thần, sắc chỉ cho yếu tố sinh lý, vật chất. Trong hành trình tái sinh, thần thức hoan hỷ khi thấy hình ảnh cha mẹ tương lai giao hội và lập tức vào bụng mẹ bám chấp vào sự hòa quyện của giọt tinh cha và giọt huyết mẹ hình thành bào thai và tạo nên một đời sống mới thần thức là danh và tinh cha huyết mẹ là sắc vì vậy gọi là thức duyên danh sắc danh và sắc được minh họa bằng hình ảnh một người lái con thuyền trên thuyền chở bốn thùng đồ đất nước gió lửa nêu biểu cho tứ đại. Người lái thuyền nêu biểu tổ hợp danh gồm tám thức, trong đó tạng thức nắm sứ mệnh chèo lái con thuyền. Thân thể vật lý của chúng ta vốn chỉ như một phương tiện, trong khi kẻ nắm quyền điều khiển nó chính là tinh thần hay tâm thức. Như vậy, truyền đời của chúng ta đi đến nẻo đường hạnh phúc hay khổ đau, giải thoát hay đọa lạc chính là do tâm, người lái thuyền quyết định. Hay một ví dụ khác, hình ảnh một người với gốc cây, danh con người nêu biểu cho thần thức, sắc cái cây nêu biểu cho vạn pháp. Năm, lục nhập. Lục nhập chỉ cho sự hình thành sáu giác quan của nhận biết, sáu căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Một khi bào thai được hình thành, sau đó sẽ có sự phát triển các giác quan, vì vậy gọi là danh sách duyên lục nhập. Sáu căn giống như sáu cửa trực tiếp đón nhận những đối tượng của nhận thức như hình ảnh, màu sắc, hương vị, vân vân tức sáu trần. Vì vậy, lục nhập được biểu thị bằng hình ảnh một ngôi nhà có sáu cửa sáu trần sáu đối tượng của nhận thức gồm hình ảnh âm thanh mùi hương vị ngon sự xúc chạm và pháp trần sáu xúc con người tiếp xúc với ngoại cảnh thông qua sáu giác quan tức sáu căn mắt nhìn hình sắc tai nghe âm thanh mũi ngửi hương lưỡi nếm vị thân cảm nhận sự xúc chạm ý tư duy về các pháp, như vậy gọi là lục nhập duyên xúc. Trong tất cả các xúc nói trên, nguy hiểm nhất là nam nữ hai thân xúc chạm. Chính vì thế, xúc được mô tả bằng hình ảnh một người nam và một người nữ xúc chạm. Ngụ ý cảnh tỉnh sự xúc chạm này chính là nguồn của trầm luân sinh tử. 7. Thụ thụ là cảm giác cảm thụ cảm thụ bao gồm ba loại chính là cảm giác vui sướng lạc thụ cảm giác đau khổ khổ thụ và cảm giác không vui không buồn do tâm si mê đem lại gọi là xã thụ khi sáu giác quan tiếp xúc với các đối tượng bên ngoài và có nhận thức sẽ dẫn đến cảm thụ vì vậy gọi là xúc duyên thụ. Thụ thực chất chỉ là cảm giác do nhân duyên sinh và hư huyễn. Thứ nhất, phải đầy đủ các yếu tố, giác quan, ngoại cảnh, nhận thức phân biệt mới có cảm thụ. Thứ hai, cảm thụ đó hư huyễn, không có thực chất, bởi nó phải dựa vào nhiều nhân duyên điều kiện và do nghiệp quá khứ quyết định. Ví dụ, Hai người cùng nếm một thức ăn hay ngửi một mùi hương, nhưng một người có thể khó chịu và người kia lại cảm thấy ưa thích. Người thứ ba có thể có cảm giác trung tính, không ưa cũng không ghét. Thụ được miêu tả bằng hình ảnh một người đàn ông với mũi tên cắm vào mắt, hàm ý rằng cảm thụ luôn dẫn đến đau khổ. Cảm giác dễ chịu, ưa thích sẽ dẫn đến cái khổ khi mất đi sự vui sướng dễ chịu đó cảm giác đau khổ khó chịu sẽ làm nảy sinh tâm sân giận bực bội khiến một người phải chịu hai tầng khổ gọi là khổ khổ cảm giác trung tính nhưng vẫn bị chi phối bởi mê lầm sẽ vẫn đưa đến cái khổ do tạo nghiệp trong luân hồi tóm lại dù là cảm thụ gì đều dẫn đến khổ. 8. Ái. Khi có cảm thụ buồn vui sẽ nảy sinh tâm ham muốn, luyến ái hay chối bỏ, gọi là thụ duyên ái. Có ghét bỏ sẽ có ái luyến và ngược lại, có ái luyến tất có ghét bỏ. Cảm giác vui sướng dễ chịu dẫn đến tâm ham muốn, cảm giác khó chịu dẫn đến tâm ghét bỏ trong các loại ái thì tình cảm luyến ái nam nữ là mãnh liệt và nguy hiểm hơn cả vì nó liên quan đến bản năng sâu kín của con người đằng sau tình yêu thương được nhân loại ca ngợi bằng rất nhiều giấy mực đó là động cơ muốn chiếm đoạt sở hữu và sự thôi thúc âm thầm của lòng dục nguồn máy làm xoay chuyển không ngừng nghỉ bánh xe luân hồi ái được miêu tả bằng hình ảnh người đàn ông đang uống rượu, càng uống càng khát, tức càng không được thỏa mãn và càng uống càng say, tức càng si mê bám chấp. Chính thủ. Thủ có nghĩa là nắm chặt, giữ chặt, gây nên ràng buộc vì yêu thích, ái luyến nên nảy sinh lòng bám giữ, tâm chấp thủ gọi là ái duyên thủ. Tâm chấp thủ đó thể hiện rõ rệt nhất ở sự chấp ngã, yêu mến cái tôi, nhận ngũ uẩn là tôi. Thủ được miêu tả bằng hình ảnh người phụ nữ đang hái trái cây mà quả của nó có thể là độc hay lành. Thủ có thể có nhiều loại như chấp vào cái tôi, chấp vào các tri kiến cá nhân, chấp vào những đối tượng ngoại cảnh. 10 hữu. Hữu nghĩa là có, tồn tại hay sự sống. Vì thủ chấp, ác tạo nghiệp là động lực cho sự tái sinh, là một sự tồn tại mới hay một đời sống mới. Tâm chấp thủ gieo vào tạng thức một nhân là cơ sở cho sự hình thành ở đời sau. Do vậy nên gọi là thủ duyên hữu hữu được miêu tả bằng hình ảnh một người phụ nữ có mang biểu trưng rằng hữu là nhân giống như cái thai sau này hình thành một cuộc đời mới nhân được làm người là giữ năm giới mười thiện là lên cõi trời có thêm thiền định thì lên sắc và vô sắc giới tất cả những hành vi thiện lành mà không có trí tuệ bát nhã soi sáng đều có một năng lực tiềm ẩn để trổ quả trong tương lai, kéo dài hành trình sanh tử. Nghĩa là khi chúng ta làm một Phật sự hay phước thiện gì mà không quán tam luân không tịch, ta không, người không và sự bố thí là không. 11. Sinh Vì nhân đã hình thành thì chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả là sự tái sinh khi nhân duyên chính mùi gọi là hữu duyên sinh sinh ở đây không có nghĩa là hành động lâm bồn sinh ra một em bé cụ thể mà là sự hình thành kết quả khi nguyên nhân điều kiện đầy đủ chính mùi kết quả đó được biểu hiện như một cơ thể mới mang theo ham muốn mới để tiếp tục vòng quay miên viễn của luân hồi Hình ảnh tượng trưng cho mắt xích này là một người phụ nữ sinh con. 12. Lão bệnh tử Đã có sinh khởi, hình thành một đời sống, ắt sẽ có già, bệnh, chết, vì thế nên gọi là sinh duyên lão bệnh tử. Lão bệnh tử được biểu trưng bằng hình ảnh một người đàn ông chống gậy và vác một xác chết. Vòng quay không hề chấm dứt ở đây bởi yếu tố vô minh luôn đồng hành và là nguyên nhân sâu xa của nguồn mấy sinh tử luân hồi. Mỗi mắt xích trong 12 mắt xích móc ngoặt với nhau rất khó phá vỡ, tạo thành tù ngục của luân hồi. Nên dù thực hành thiện hạnh, tích lũy phúc đức, thì chúng ta cũng chỉ có thể gặt hái chút ít kết quả trong vòng luân hồi mà thôi. 12 nhân duyên được minh họa trên đây dưới góc độ miêu tả, giải thích sự vận hành của đời sống luân hồi. Ở cấp độ sâu xa hơn, 12 nhân duyên có thể nhìn nhận như là tiến trình của tâm là nguyên nhân vi tế của luân hồi. Nhìn vào chi tiết bức tranh, bốn vòng Hoặc, Nghiệp, Khổ và 12 nhân duyên được bao bọc bởi vòng lửa ngũ trí ở bên ngoài điều này ngụ ý rằng chúng sinh luân hồi tuy trầm chìm trong đau khổ nhưng vẫn luôn ẩn chứa khả năng giải thoát giác ngộ chỉ cần chuyển hóa mê lầm chuyển thức thành trí thì sẽ được giải thoát chấm dứt sinh tử luân hồi và đạt được chân hạnh phúc triết lý ẩn giấu trong bức tranh vòng luân hồi kinh nhân duyên vô cùng sâu sắc hiểu tường tận những nội dung ẩn dụ bao hàm trong bốn vòng bánh xe sẽ giúp chúng ta giải thích thấu đáo tiến trình sinh diệt vận hành của tâm và thân trong vòng quay sinh tử cội gốc của luân hồi nằm chính ở vô minh hay ba phiền não căn bản tham sân si tuy nhiên bản chất của những phiền não đó lại chính là tinh túy tâm giác ngộ thanh tịnh được thể hiện qua chữ chủng tử ở trục quay của vòng luân hồi theo ý nghĩa này bức tranh luân hồi không những chỉ ra thực chất đời sống khổ đau bị chi phối bởi vô minh của chúng sinh mà quan trọng hơn chuyển hóa tâm vô minh thành tâm giác ngộ để siêu vượt luân hồi